Và bây giờ chúng ta có lời tâm tình từ Mỹ Nhân ở Trung Quốc. Chỉ khi tinh tấn tu hành, chúng ta mới có thể hưởng sự an toàn. Thưa Ngài Thanh Hải, Vô Thượng Sư kính yêu cùng đoàn ngũ truyền hình Vô Thượng Sư. Con xin chia sẻ một thể nghiệm bên trong mà con có trong lúc tọa thiền. Trong lúc tọa thiền vào sáng sớm vào ngày 8 tháng 2 âm lịch năm 2022, con đã nhìn thấy sự đổ nát sau một trận động đất, lũ cuồn cuộn đổ vào các thành phố và mọi người đang tháo chạy để thoát thân trong cơn tuyệt vọng. Con gặp một sư tỷ đồng tu nói thật to với con rằng nhanh chóng chạy lên núi, nơi một phi thuyền sẽ đưa chúng ta đi. Trong khi chạy, con nhìn thấy một tàu phi thuyền khổng lồ trên bầu trời phía đằng xa, tỏa ra ánh sáng bạc và to lớn đến mức gần như che nửa bầu trời. Có một giọng nói từ phi thuyền vọng ra: quý đồng tu, hãy xếp hàng ở trạm kiểm soát ánh sáng, chỉ những người đủ điều kiện mới được lên tàu. Bốn thành viên trong gia đình con bao gồm bạn chó con xếp hàng để kiểm tra ánh sáng. Con gái con là người đầu tiên tiến vào khu vực kiểm tra ánh sáng. Một chùm ánh sáng tối xuất hiện và con gái con ngay lập tức bị kéo vào một kênh bên dưới, lao về phía con bé, còn lớn tiếng kêu: sư phụ, xin hãy cứu con gái con. Tuy nhiên, con gái con đã biến mất trong căn hầm không đáy đó. Con hét to gọi tên con gái con trong sợ hãi, nhưng trong tâm con biết cô bé đã ra đi. Đến lượt chồng con, người thứ hai tiến vào trạm kiểm ánh sáng. Một chùm ánh sáng đỏ xuất hiện, điều đó có nghĩa là anh không đạt điều kiện và bị gửi đến một hệ thống khác, cũng biến mất không dấu vết. Người thứ ba là con cùng bạn chó nhỏ và một chùm ánh sáng trắng xuất hiện. Và con nghe được một giọng nói: chào mừng về nhà. Chúng con được đưa lên tàu vũ trụ bằng chùm ánh sáng hướng lên. Với cảm xúc vui buồn lẫn lộn, con thấy nhiều anh chị em đồng tu đang ngồi trong tàu vũ trụ. Con cảm thấy vui khi được lên tàu, còn sống sót sau thảm họa và đón chào sự xuất hiện của một kỷ nguyên mới. Đồng thời, con cũng cảm thấy buồn khi con gái mình đã đi đến một thế giới khác. Mặc dù đã thọ tâm ấn cho đến thời điểm đó, con của con đã không thực hành thiền cơ bản mỗi ngày. Đừng nói đến học giáo lý của sư phụ và chăm chỉ tu hành. Ngoài ra, cô bé cũng không giữ thuần chay nghiêm ngặt khi đi ăn bên ngoài. Chồng của con thường không ngồi thiền đủ giờ và hiếm khi xem truyền hình Vô Thượng Sư và giáo lý của sư phụ. Vì vậy, anh cũng chỉ có thể tiến vào một hệ thống khác thay vì được lên tàu vũ trụ. Qua thể nghiệm này, con ngộ ra một cách sâu sắc hơn rằng chỉ tâm ấn thôi thì không thể bảo đảm sự an toàn tuyệt đối được. Chỉ những ai thật sự thức tỉnh cả bên trong lẫn bên ngoài, ăn thuần chay tinh khiết, thiền định thành tâm mỗi ngày và tu hành chăm chỉ mới có thể được an toàn thật sự. Mỹ Nhân từ Trung Quốc. Mỹ Nhân sâu sắc, cảm ơn cô vì lời nhắc nhở quan trọng này. Chúng tôi hy vọng rằng các anh chị em đồng tu giữ đúng lời hứa của họ vào thời điểm tâm ấn, nghiêm túc tuân theo mọi giới luật và siêng năng thiền định tối thiểu thời gian để yêu cầu mỗi ngày. Chúc cô cùng người dân của Trung Quốc tương thân, duy trì được bầu nhiệt huyết với sứ mệnh tâm linh là tìm kiếm trí huệ nội tại, đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư. Tái bút, sư phụ bày tỏ tình thương của Ngài. Mỹ Nhân đức hạnh, tôi rất vui khi biết cô đã vượt qua bài kiểm tra. Những gì cô thể nghiệm trong lúc tòa thiền thật sự là một thông điệp từ thiên đàng về tầm quan trọng của việc thật sự toàn tâm cho việc tu hành và tránh xa những cám dỗ lừa bịp của trần thế. Tâm tôi thật sự mong muốn mang tất cả quý vị trở về nhà, nhưng tôi chỉ có thể hướng dẫn những ai chân thành sẵn lòng bước đi trên đường đạo. Tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người sớm thức tỉnh và đón nhận thế giới thường trai cho một địa cầu an bình. Chúc cô cùng Trung Quốc và văn hóa được vô lượng phước lành bởi hào quang của thiền đàn. Chúng ta có thật sự phải giết để sống không? Phát và Monian thuần chay. Chúng tôi hoan nghênh những tâm tình, câu chuyện và hoặc thước phim của quý vị về các tư dân thú từ ái đáng yêu. Xin liên lạc với chúng tôi qua suprememastertv.com/hotline.